Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại thành phố Bến Tre và khu vực chỗ này là khu vực đường dẫn sân vận động thuộc thành phố Bến Tre. Và ở đây thì thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Và ngày hôm nay tôi sẽ đưa quý bạn chúng ta sẽ cùng ghé đến một quán ăn tại khu vực đường dẫn sân vận động, đó chính là quán Ba Chị Em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong quán nha quý vị. Đây là không gian của quán quý vị, rất là đông và xe dựng ở ngoài rất là nhiều. Mình sẽ vào bếp nha, mình coi họ làm các món ăn ở đây. Đây có cá nướng nè. Này mình làm món hàu anh hả? Hàu thì nướng phô mai anh hả? Hào bự trên này quý vị. Đây là khu vực phía trong bếp. Đậu hũ nè. Đậu hũ được áo qua một lớp bột, sau đó đem chiên. Chiêm ngưỡng món rau xào. Đây quý vị thấy là một món rau xào làm trong vòng chưa đầy một phút là xong rồi. Làm bếp lâu chưa? Mình làm bếp được lâu chưa? 3 năm hả? Ba năm là mình làm quán nhậu không hả? Dạ. Làm quán nhậu không, cái làm nhà hàng khách sạn không? Vì thấy là món ăn ở đây sử dụng bếp khò cho nên làm rất là nhanh. Em quay đăng lên YouTube này giờ. Đúng rồi. Món này món cá, cá chiên à? À, đầu cá hồi chiên. Đầu cá hồi chiên nước mắm à? Bếp đây làm rất là nhanh quý vị. À, có tóp mỡ. Rồi đầu cá hồi chiên. Đây quý vị, đậu hũ lướt ván. Mình sẽ đi một vòng nha quý vị. Quán đông lắm quý vị ơi. Đi dạo một vòng. Ở đây đa số là các bạn trẻ đến để ăn uống.
vùng này rất là rộng. Phía bên kia cũng có vài quán quý vị, khu này tập trung rất là nhiều quán ăn. Ở đây có bán các hàng ăn vặt đây nè, chuối sáp, mận, mít, xoài. Chị bán này lâu chưa chị? Bán cái này được lâu chưa? Mấy bao nhiêu năm rồi chị? 3-4 năm. Tối đến mình bán là bình thường là mình có làm nghề khác không? Hay là bán cái này không? Đi một vòng. Bên đây cũng có một quán rất là đông, quán mẹt Bến Tre. Đây chắc bán đậu hũ, bún đậu bún tôm quý vị. Phía bên đây có một số quán nướng hải sản tươi sống cũng rất là đông. Quán Lê Hương. Khu này nằm ngay đằng sau sân vận động của Bến Tre. Đây quán ba chị em này quý vị. Quán ba chị em nó dài từ phía đầu này xuống phía dưới kia tầm khoảng 30 mét. Xe để đầy vào đây luôn nè quý vị. Ở đây thì họ không có để số xe để lấy thẻ mà họ cứ dựng sẵn như vậy nè, không có thấy công an. Quán này thì bán rất là đa dạng món ăn. Vào đây thì mình có thể order rất là nhiều món. Khách mua mang về cũng rất là nhiều quý vị. Đây là thực đơn của quán nè. Chữ nó hơi nhỏ quý vị. Ở đây cái này chữ hơi lớn nè. Khoai tây chiên giòn, chiên nước mắm, đậu hũ chiên giòn. Giá cũng rất là ok quý vị ơi. Trung bình từ 29.000, 39.000, 59.000. Ôi, giá cũng ok. Khai vị nè, rồi các món cơm nè. Giá ở đây theo tôi đánh giá là rất là ok. Giá vừa tầm, giá ở đây rẻ, không có đến nỗi là đắt. Bắp bò có 79.000. Rất là nhiều món, cá nướng cháy bạc. Rồi có cả tóc mỡ nữa, tóc mỡ một phần riêng. Chiên nước mắm và cháy tỏi. Đến đây thì đã có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách đến tham quan và thưởng thức các món ăn. Đánh giá ở đây là món ăn rất là bình dân, bếp làm rất là nhanh. Có mực nè, ốc bu. Xoài làm món gì em? Gọi xoài tôm khô hả? Ồ, cái xoài này bự quá ha. Xoài này giống xoài keo quá ha. Xoài tứ quý. Có một bếp làm thôi mà nhanh quá trời luôn. Ở đây có mình em đứng chào thôi hả? Một bếp hai phục mà rất là nhanh.
Rồi mình đi ra ngoài nha, khu vực hải sản đang là lên đồ ăn rất là ngon. Cái này món gì em? Dạ cái này là nghêu hấp ạ, nghêu hấp Thái. Ok. Nghêu hấp Thái. Đây có ốc bu nè, mực nướng nè, sò điệp. Gỏi nè, hấp dẫn chưa? Gỏi xoài tôm khô. Hào sữa nè, ngon chưa? Bếp làm rất là nhanh. Cơm chiên. Ở đây có sò điệp nướng mỡ hành nè, mình vừa coi ở trong bếp nè. Và cơm chiên nè. Được hai món rồi. Trời ở Bến Tre ngày hôm nay thì buổi chiều có mưa và bây giờ trời rất là mát. Đây có món nghêu hấp Thái. Sau khi đi ăn hải sản xong thì có ghé đến một cái quán trà sữa vặt nằm ở bên dòng sông. Và quý vị các bạn thấy là thực đơn ở đây giá cũng rất là ok, rẻ. Quý vị nhìn nè, một tô chè Thái Lan giá chỉ có 30k thôi. Nhìn rất là hấp dẫn. Món này là món balakota 10.000. Đây chè Thái Lan có khoai dẻo rồi thạch sầu riêng, rồi quá hấp dẫn. Có mít nữa nè, hạt đáp. Thôi đây hạt đáp rất là bự luôn. Rồi tô chè này chắc hai người ăn á, nhãn nữa kìa. Quá hấp dẫn. Quán này có số điện thoại đây này quý vị, 0939691109. Facebook là Ngân Hồ. Lúc này thì bên ngoài trời nó mưa. Quán này là quán cóc thôi quý vị, tuy nhiên là cũng được rất là nhiều người đến đây vì giá thành rất là rẻ. Đi thẳng lên trên đây một chút xíu là chúng ta đến cái Riverside Bến Tre. Đi ngược lại phía dưới này chúng ta đi xuống chợ Bến Tre. Làm cho em phần bánh tráng nướng cái gì? Đây bánh tráng nướng 15.000 phần thôi. Ta coi chị ra làm bánh tráng nướng. Đây quý vị xem chị làm bánh tráng nướng. Không ra nước chồng mà về ha. Bao nhiêu phút rồi xong chị? 3 phút mà.
Tiệm của mình là tên gì chị? Tiệm bánh tráng của mình là tên gì? Bánh tráng cô đúng. Cô đúng hả? Dạ, ở phường 7. Bánh tráng cô đúng ở phường 7. Thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre. Cô đúng. Tên hay quá. Mọi người thấy tiệm bánh tráng mà có tên rất là lạ ha, cô đúng. Ai ăn bánh tráng thì ghé đây nha. 15 ngàn một phần. Gần trà sữa Ngân Hồ. Trà sữa mà quý vị các bạn vừa thấy là một tô chè Thái Lan chỉ có giá 30 ngàn. Đây là một phần bánh tráng. Bánh tráng nướng 15 ngàn. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Đó, có bắp nè, có thịt bằm nè, có trứng cút nè, có hành lá nè. Lá chị cắt làm 5 phần cho em nha. Cắt làm 5 nha chị. Mấy ngày nay ở Bến Tre có mưa nhiều không chị? Ít à. Hôm nay mưa, mỗi hôm nay mưa thôi hả chị? Mấy ngày trước có mưa không? Mưa mà mưa sớm. À, hôm nay mưa trễ. Chưa đi chưa biết Bến Tre phải không? Đi rồi mới biết Bến Tre nhiều dừa. Giờ dừa ít hả chị? Thấy mấy bạn này hay đọc vui là chưa đi chưa biết Bến Tre, đi rồi biết Bến Tre nhiều dừa. À, có thêm hành phi nữa. Rồi tương ớt. Mayonnaise. Ở đây chị xếp lên đây mà quý vị xem nè. Gấp lại. Cắt. Bà Tám bán ở đâu? Bánh ít lắm. Buổi sáng hả? Buổi sáng bán ở mà hôm nay chị nghỉ chị đi Đà Lạt rồi. Ồ, rất là giòn luôn, chị ngồi chị cắt. Lúc này là trời mưa mà hơi lạnh lạnh, ăn cái món này thì rất là ngon, giống như trên Đà Lạt vậy. Rồi, cảm ơn chị. Đặc biệt là cái chè ở đây nó không có bán theo ly mà bán theo tô. Một tô như thế này là 30 ngàn, nhìn rất là hấp dẫn. Đây là chè Cúc Bạch. Ồ, đây có dâu nữa nè. Dâu rồi có lê đào rồi có hạt nhân vải rồi topping quá trời mít nữa. Cái này là balacota, ở trên nó có một ít dâu. Đây, món này là món bánh tráng nướng. Chè măng cầu một thời gian gần đây rất là hot trend với món chè măng cầu. Mình đi qua bên ngoài quán chút xíu nha. Đây, lúc này mưa, sau cơn mưa thì các bạn ra ngoài ghế ngồi tiếp tục. Ồ, có bán cả gỏi nữa nè. Bánh tráng trộn. Ồ. Chào cả nhà mình. Đây. Quán mình đây. Dạ. Quán mình ở địa chỉ số mấy gì? Dạ, số nhà 145B. 145B. Dạ.
Mình mở lâu chưa chị? À, mở mấy năm rồi nha. Nè nói. Mở lâu chưa? Mày chủ mày nói đi. Dạ mở từ năm 2015 tới nay. Quán mình là tên là quán gì nhỉ? Dạ quán Ngân Hồ anh. Ngân Hồ. Dạ. Là, ở đây là gần có Riverside. Dạ đúng rồi. Dạ. Đường này là đường hướng về Bến Phà Hàm Luông cũ, hiện là khách sạn vừa mới bây giờ. Dạ. Đường hướng nghiệp. Dạ. Luôn. Dạ. Ở đây mình có rất là nhiều đồ ăn bản, đặc biệt là chè rất là ấn tượng, là mình bỏ trong cái tô á. Dạ dạ. Dạ. Đây là tập bình. Dạ anh quay. Các cái tập bình ở đây nè, cái này quay dẹp hả? Dạ, cái đó là chân thịt châu. Khoai, cái này là thịt môn dẻo, chân châu, hạt đá. Đây là củ năng, khoai lang lụ với chân châu đen á. Ồ, khoai lang nữa hả? Dạ. Hạt đá, nhìn hấp dẫn quá. Dạ. Rồi, chúc quán mình mua may bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Đến đây thì ghé quán của mình nha. Dạ, dạ. Mình có địa chỉ chính xác cho mọi người ở xa có thể biết, ghé đến đây. Dạ, thì quán em là làng 145B, khu phố 2, phường 7, thành phố Bến Tre, đường Hùng Vương nói dài anh. Rồi, dạ. Mọi người ăn đồ ăn cũng như là các món ăn vặt và chè thì ghé đến đây nha. Dạ, dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn.